Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với bản tin dự báo thời tiết ngày hôm nay và ngày mai. Thưa quý vị và các bạn, trạng thái thời tiết mưa phùn, nồm ẩm sẽ vẫn còn duy trì ở phía Đông Bắc Bộ trong 2 ngày cuối tuần này. Từ ngày 29 tháng 3, tức là thứ hai tuần tới, một đợt nắng mới sẽ xuất hiện trên diện rộng ở Bắc Bộ. Trong đó khu vực Tây Bắc sẽ xuất hiện những điểm nắng nóng. Dự báo đợt nắng nóng này sẽ kéo dài từ ngày 29 tháng 3 tới hết ngày mùng 2 tháng 4. Lúc này thì khối không khí lạnh đang tiếp tục suy yếu. Từ ngày 29 tháng 3 thì không khí lạnh sẽ di chuyển hẳn ra phía đông, khiến cho vùng áp thấp nóng phía tây có điều kiện phát triển và mở rộng ra phía nam. Trên toàn khu vực Bắc Bộ, nắng nóng sẽ xuất hiện cùng với nền nhiệt tăng nhanh. Ở khu vực phía đông Bắc Bộ, mưa ẩm chấm dứt, thay vào đó là trạng thái oi nóng. Còn riêng tại phía tây Bắc Bộ thì khả năng đây sẽ là đợt nắng nóng đầu tiên trong năm với nhiều điểm nắng mạnh, nhiệt cao từ 35-37 độ. Sau đợt nắng nóng này, Bắc Bộ sẽ lại đón một đợt không khí lạnh tăng cường, gây ra mưa vừa, mưa to trong ngày mùng 3 và ngày mùng 4 tháng 4. Với miền Trung, những đợt gió đông nam ẩm cũng khiến cho thời tiết Trung Bộ chia làm hai vùng khác nhau. Trong đêm qua và sáng sớm nay, khu vực từ Thanh Hóa tới Hà Tĩnh trời còn nhiều mây, nền nhiệt ngày dao động trong ngưỡng từ 25-27 độ. Còn tại khu vực từ Quảng Bình trở vào đến Bình Thuận, không chịu ảnh hưởng của gió đông nam ẩm, đến trưa chiều trời có nắng sớm. Nền nhiệt vì vậy cũng tăng dần và nhiệt độ dao động trong mức từ 28-32 độ. Càng lui xuống phía Nam, thời tiết nắng mạnh và khô nóng lại càng rõ rệt hơn. Tại khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, thời tiết những ngày cuối tuần đều có nắng mạnh từ sớm. Nhiệt độ cao nhất trong ngày hôm nay ở Tây Nguyên tăng lên ngưỡng từ 32-34 độ, còn tại Nam Bộ là từ 33-37 độ. Trong đó, khu vực miền Đông Nam Bộ là vùng có nhiệt độ cao từ 35-37 độ và là nơi xảy ra tình trạng nắng nóng trên diện rộng. Trong những ngày tới, áp cao cận nhiệt đới qua Bắc Trung Bộ hoạt động ổn định, sau đó hạ trục về phía Nam qua Nam Trung Bộ, Nam Bộ. Đồng thời, nhiễu động gió đông trên cao hình thành và ảnh hưởng tới khu vực Nam Bộ từ ngày 30 tới ngày 1 tháng 4. Những yếu tố trên làm thời tiết Nam Bộ phổ biến là có mây thay đổi, ngày nắng nóng. Từ sau ngày 28 tháng 3, nắng nóng bắt đầu hạ nhiệt, mưa xuất hiện nhiều hơn từ ngày 30 tháng 3 tới ngày 1 tháng 4. Và tiếp theo sẽ là phần dự báo chi tiết thời tiết của các vùng trên cả nước trong ngày và đêm nay. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Khu vực Hà Nội, nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù, gió đông nam cấp 2, cấp 3, đêm và sáng sớm trời lạnh, nhiệt độ thấp nhất từ 21-23 độ, nhiệt độ cao nhất từ 24-26 độ, có nơi trên 26 độ. Phía Tây Bắc Bộ, nhiều mây có mưa rào và dông vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Đêm và sáng trời lạnh, nhiệt độ thấp nhất từ 19-22 độ, riêng khu Tây Bắc là từ 16-19 độ, có nơi dưới 16 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 24-27 độ, khu vực Tây Bắc là từ 29-32 độ, có nơi trên 32 độ. Phía Đông Bắc Bộ, nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù, gió Đông Nam cấp 2, cấp 3, đêm và sáng sớm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 19-22 độ, vùng núi có nơi dưới 19 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 23-26 độ, có nơi trên 26 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, nhiều mây, đêm và sáng có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió nhẹ, đêm và sáng sớm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ, nhiệt độ cao nhất từ 26-29 độ, phía nam từ 29-31 độ. Các tỉnh từ Đà Nẵng tới Bình Thuận, có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 29-32 độ, có nơi trên 32 độ. Tây Nguyên, có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2, cấp 3, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 19-22 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ, có nơi trên 34 độ. Nam Bộ, có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Riêng miền Đông có nơi có nắng nóng, gió đông đông nam cấp 2, cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ, miền Đông là từ 34-36 độ, có nơi trên 36 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa vài nơi, sáng có sương mù, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống dưới 1 km trong sương mù, gió đông nam cấp 3, cấp 4. Nam Vịnh Bắc Bộ,
có mưa vài nơi, sáng có sương mù, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống dưới 1 km trong sương mù, gió đông nam cấp 4. Khu vực biển từ Quảng Trị tới Quảng Ngãi có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông đông nam cấp 4. Khu vực biển từ Bình Định tới Ninh Thuận có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc đến đông cấp 4, cấp 5. Khu vực biển từ Bình Thuận tới Cà Mau có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc đến đông cấp 4, cấp 5. Khu vực biển từ Cà Mau tới Kiên Giang có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông đông nam cấp 3, cấp 4. Bắc Biển Đông có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông cấp 4, cấp 5. Quần đảo Hoàng Sa có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông đông nam cấp 4, cấp 5. Vùng giữa Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc đến đông cấp 4, cấp 5. Vùng Nam Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc đến đông cấp 5. Quần đảo Trường Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc đến đông cấp 5. Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông nam cấp 3, cấp 4. Bản tin dự báo thời tiết ngày hôm nay của chúng tôi đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. We'll be right back.